Hello, xin chào tất cả bà con và quý vị. Kính chúc anh em chơi mấy cày một ngày mới tốt lành, mùa vụ thắng lợi. Hôm nay em cập nhật qua kho bãi. Hôm nay là 17 tháng 4 2023. Máy về rất nhiều, đủ các thể loại cho anh em. Bên em là chuyên hàng Nhật bãi Kubota, hàng đẹp. Đây là những chiếc máy Nhật nhập khẩu Nhật Bản. Như bên Nhật nó có cái chương trình thu cũ đổi mới, nên là người ta theo dõi cái máy rất là kỹ. Bên em là chuyên cung cấp các hàng bãi Nhật bãi chất lượng còn cao, đưa đến tay người tiêu dùng yên tâm sử dụng, yên tâm kiếm đô la. Công suất phù hợp với lại khu vực miền Bắc, miền núi là từ 18 đến 26. Các cái dòng máy có 4 số phay. Kubota chuộng nhất bây giờ là L1 và GL. Rất là thông dụng và dễ dùng. Không như các cái dòng máy đời mới bây giờ nó rất là to, chạy rất là nhanh và nó chỉ có 2 số phay. Đấy, bên em còn về thêm cả rất nhiều máy cabin, máy lạnh luôn. Bắt đầu có nhu cầu đến tại kho bãi Đồng Hỷ, Thái Nguyên, điện thoại 0988 579 659 được giá tốt nhất. Bên em bảo dưỡng cẩn thận và giao hàng tận nơi cho các bác toàn quốc. Đây, cái ba trước đang bảo dưỡng đi Hòa Bình, Cao Bằng và Lạng Sơn.